tướng mới rồi, phế vật lắm, không có chơi. Tướng đấy không có gánh được team đâu mà chơi. Tướng đấy để dành đi chỗ khác chơi. Minions have spawned. Screams follow in my wake. Này đâu hai thứ Ezreal này. Con này đi với Ezreal sao quẩy ta? Con này đi với Ezreal sao quẩy? Đợi nó e lên đánh mình thôi chứ. Con này đi với Ezreal đâu áp sát được đâu. Khó à. Con này đi với Ezreal đâu có làm gì được nó. Thôi ráng lên level 3 đợi đứng lỗi thôi. Mẹ mất con xe, mất thêm con rip này kìa. À mình cũng mất dậy lắm rồi đấy, tung nó vô trụ rồi đấy. Đánh đéo lại nó ta. Đúng con này, Eddie nó khắc chế mình rồi. Cũng quái lắm, tôi phải chịu rồi đó. Con này sao đụng hết riêu đây? Khó rồi. Khó rồi. Nãy mình tưởng hết riêu nó đi AD, không ngờ đi mid. Nhiều khi phải đổi lên đi lên đi với cái con O kia. Chứ đi với thằng này đánh không lại. Đổi lan không. Chơi với thằng này thì được. Má tóc biến luôn kìa. Đánh liền. Cho Riven nó ra nó chơi thì chỉ còn được. Mẹ tướng nó kéo to tướng mình quá à. Đó mà tướng nó kéo to mình không thể nào đụng được nó hết bạn. Nó cứ đứng xa ra thì mình đâu làm gì được nó. Còn mà con này phải lên áp sát. There is no coming back.
Nó có giữ cái E mình đâu áp sát được nó đâu. Lấy cái gì áp sát nó giờ? Con này phải đánh khoảng cách ngắn mà, nó đâu có áp sát cho mình đánh đâu. Ủa mình lên mình giúp cho nó, thằng kia mất cái lát, mình chưa mình cút nó, thằng bố này bố kỹ, thằng chó điên này, bố mày đéo lên thì mày nát bà mày đi. Đi lan thì đéo lại để bố mày đổi lan chứ không chịu cút bố mày dễ trâu. Đâu có đụng được nó đâu. Khó phải. Rồi thôi chết rồi à, kể cả bay trúng nó luôn rồi. Giờ nó đéo lại nữa. Căng. Thôi đi với nó đâu có được đâu. Nó khắc chế mình. Đéo ám sát được nó luôn. Bây giờ ám sát nó được cái gì, lính nó đông quá. Ô mình nó rỉa máu trong trụ, con quỷ gì rỉa máu trong trụ như ghê vãi. Rồi giờ giết nó nè. Quả này nó không về thì giết nó. Về đây mày, về bố mày giết. Rồi nữa. Ủa má. Để tôi chúng nó đánh thường cái nữa chết mẹ, còn ganh nữa chứ. Nhỏ như cái cục cướp vậy đấy. Má cái liền luôn, bố mày huy chúng mà slow là bố mày dí lên bố mày đập rồi. Cái này chết mẹ. Thấy là thấy đéo vui. Điện thoại rồi thì mày điện thoại cầm xuống. Đen như cứt luôn. Cái thằng ngu này mày đi đéo lại thì để đổi lan cho bố mày đi đi. Thằng ngu chết luôn nè. Đi không lại nó, đổi lan cho bố mày đi lại nó này. Đi với con này sao tôi quẩy. Mà đi ra với Adriel mà bắt nó mà giết nó đi. Đi không lại cũng bị đặt. Sậu chó.
thái độ trẻ trâu. Không cần đâu, má nát như chó. Đi chết đi. Dính ra đi bạn ơi. Ủa mấy thằng này đó mà mình phụ nó, mình lấy cái flash xong rồi bố mày cần không? Mát. Thiệt tình luôn. Không có thằng Lee Sin nó gan nãy giờ chắc mày mẹ sống. Mày nát bét luôn cái gì đẹp. Xạo liền boy. Mẹ có con Raven nó cứu luôn. Mình đã cay rồi. Hôm sau bot lane mình xanh win. Đi lan không lại thì đổi lan, mày đi với Ezreal mày giết nó thừa sức. Đi với Ezreal thì giết Ezreal đơn giản luôn. Mình pick đầu mà ai biết Ezreal đi mid. Bố mày đi với nó cho, bố mày hành nó cho. Hết spell. Đó, mới lại kìa. Rồi mày đi chết đi. Thì lúc tao lôi thằng Ravet lại, con support nó đánh chết tao xong Ravet đéo chết luôn. Vậy là nó đéo chết luôn. Vậy là nó không chết luôn. Vậy là nó không chết luôn kìa. Xạo gì. Cày cái gì mà cày, ông mang cái con Ugot này vô mà ông đánh với Ezreal. Ông đánh 1 tỷ trận mà win được 1 trận rồi, má thiệt chứ tôi nghĩ lên Minh là bao nhiêu tiền tôi cho ông hết luôn. Mấy cái đeo mà đánh lại. Mấy niềm tin, mấy tướng, counter mà đánh lại. Nó là tướng khắc chế, nó không có bao giờ mà đánh lại được hết á. Chẳng hạn ông nào cầm The Hint á, ông nào cầm The Hint đi, ông đánh với Pantheon, ok. Ông cầm The Hint, tôi cầm Pantheon, ông đánh 1 tỷ ván, ông thắng được 1 ván tôi cùi. Từ đầu game tới cuối game luôn. Bởi vì nó là khắc chế. Tướng nó kéo tơ, tướng nó khắc chế mẹ rồi, lấy mẹ gì mà win. Kể cả nó đánh ngu luôn, ông còn chưa giết được nó chỉ đánh hay. Ông giờ hiện ông có 4 viên đạn đúng không? Ông bắn hết cả 4 viên cho người nó chỉ chắc là chết. Nhưng mà trong khi ông bắn 4 viên nó đỡ hết mẹ nó 3 viên rồi. Nó chẳng hạn vậy, ban thơ on so với con này ông lấy cái chiêu gì ông đụng như người nó. Ông lấy cái chiêu gì ông đụng như người nó, ông nói tôi nghe. Thằng này nó còn e lên, thậm chí nó e lên nó giết mình luôn. Nó đéo thèm chạy cơ. Thậm chí là nó lao lên nó giết bạn luôn. Đéo cần chạy luôn.
Mà lấy cái kéo đi, bạn đụng vô người đó. Nói tôi nghe. Ông ngồi ông thánh tướng. Dưới đây đi bạn. Đá banh bạn ơi, cho hết mùa SEA Games đá bóng cái kiểu này đi đã rồi hẳn nói. Bây giờ mà cô khóc thêm 1000 lần mình cũng không giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Talk TV nó lát. Các bạn nhìn bao nhiêu ngàn người đang coi đá banh. Bạn hãy nhìn đi bao nhiêu ngàn người đang coi đá banh. Vô cái Talk TV còn khó nữa. Server nó chưa sập đen thui là mừng rồi. Mình vô Talk TV mình còn vô đéo được. Phải hiểu là bóng đá, một lần bóng đá lên gần 100.000 người coi. Chắc không lát được. Đoán hướng, đoán hướng. Giả bộ chạy. Ây da, mid kill rồi. Mid kill rồi. Đẹp. Mình vội quá, mình vội quá. Nó hết E rồi mà mình vội quá. E chúng nó là chết rồi. Ui. R chúng nó là nó chết rồi. Mít mẹ kêu luôn.
Ui giờ nó đánh rát thế. Ồ AB ạ. Tôi vào tóc TV tôi coi còn nổi. Đó bao nhiêu là mấy chục ngàn, trăm ngàn người coi, hỏi sao không lát ngồi khóc hoài, ông càng khóc càng lát. Nó có khóc tới trời xanh này nó cũng lát thôi. Vấn đề là vấn đề của mấy chủ chứ không phải vấn đề của mình. Mấy chủ chịu không nổi nó lát là phải thôi. Thì nó cứ đem cái gạt tàn ở chỗ khác mà giờ đéo có cái để gạt đi. Không mang gạt tàn của mày ấy. Cái gì? Ủa mày cái gạt tàn của mày đâu? Mang đi lung tung với tao có bị tao mang đi đâu?
echoing from the depths. This is the only truth that matters. A weapon aimed at your head. Dominating.